Thực sự thì trận đấu ngày mai là một trận đấu rất quan trọng, có thể quyết định đến vị trí trong cuộc đua top 8 của Slovenia. Thực sự thì hiện tại thì chúng tôi đã chuẩn bị những phương án tốt nhất để đối đầu với một đối thủ mạnh như Hà Nội. Thực ra thì mục tiêu thì chắc chắn là bây giờ chúng tôi không thể nói là chúng tôi muốn một trận hòa được, bởi vì thực ra trong cái nhìn vào thực tế ở bảng xếp hạng thì chúng tôi cần một chiến thắng để có thể vọng vào top 8. Ít nhất là chúng tôi cần phải làm được điều đó đã. Tất nhiên là với một đối thủ mà đối thủ của mình là đương kim vô địch của giải đấu thì chắc chắn là trận đấu chắc chắn là vô cùng khó khăn, và chúng tôi phải thi đấu trên sân khách nữa. Nhưng dù sao thì bây giờ chúng tôi cũng không thể nói rằng chúng tôi đến đây để tìm kiếm một trận hòa được, bởi vì mục tiêu của chúng tôi là giành 3 điểm trận đấu ngày mai để nuôi vọng vào top 8 của sau vòng đấu thứ 13. Câu lạc bộ Hà Nội thì mới có một tân binh mới, đấy là Milan Chetovic. Đây là một cầu thủ đã từng thi đấu ở cúp C1 và C2 của châu Âu. Thì anh đánh giá như nào về cái cầu thủ như này? Thực ra thì theo Hải đánh giá thì Hải cũng chưa được nhìn cậu ấy thi đấu ở trên sân ở bất cứ một trận đấu nào, nhưng dù sao thì Hải nghĩ là với một câu lạc bộ như Hà Nội FC năm nay thì họ có mục tiêu là vừa bảo vệ chức vô địch V-League và còn mục tiêu quan trọng nữa là giải AFC Champions League, thì chắc chắn là những ngoại binh của họ thì sẽ được lựa chọn để cho những mục tiêu lớn như vậy, thì chắc chắn là những ngoại binh đó là những cầu thủ chất lượng và chắc chắn là hàng thủ cũng như là toàn đội Sông Lam sẽ phải giải trình với những tân binh của câu lạc bộ Hà Nội vào trận đấu ngày mai.
ngoài cái việc là các cầu thủ thiểu dưới sân, bạn có muốn gửi lời gì đến cổ động viên của chúng ta cho trận đấu ngày mai? Thật sự thì đầu tiên thì có lẽ là khi chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng của lượt đi thì cũng rất là cảm ơn cổ động viên của Sông Lam Nghệ An đã luôn luôn cổ vũ hết mình cho và tiếp lửa cho toàn đội. Dù tất nhiên là chúng tôi biết là mùa giải này thì chúng tôi đã và đã không được như kỳ vọng của cổ động viên, nhưng dù sao thì cổ động viên cũng đã đến sân ở tất cả các trận đấu và đã cổ vũ cho chúng tôi. Và chúng tôi nghĩ là hiện tại thì với lực lượng hiện tại có rất là nhiều cầu thủ trẻ và chúng tôi cũng rất là cần thời gian để cho các cầu thủ trẻ có thể hoàn thiện qua từng mùa giải. Thì hy vọng là trận đấu ngày mai thì chúng tôi sẽ được đón nhận cái sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, dù kết quả trận đấu ngày mai có như thế nào và mục tiêu có hoàn thành top 8 hay không thì chắc chắn là chúng tôi sẽ thi đấu một trận đấu hết mình và cố gắng nỗ lực để khi kết thúc trận đấu thì sẽ không để cổ động viên của xứ nghệ phải buồn và hy vọng là chúng tôi sẽ nỗ lực và giành được kết quả tốt nhất của trận đấu ngày mai. Xin phép được hỏi một câu ngoài trận đấu, tức là câu lạc bộ Hà Nội mới đây đã chiêu mộ thành công thủ thành Philip Nguyễn và cầu thủ này thì cũng đã bày tỏ mong muốn là nếu cơ hội sẽ được thi đấu với tuyển Việt Nam, vậy thì quê Hải nghĩ sao nếu như sắp tới quê Hải sẽ thi đấu cùng với Philip Nguyễn từ tuyển Việt Nam, nếu bên cạnh xảy ra thì bạn đánh giá thế nào về thủ môn này? Tôi nghĩ là việc có được một cầu thủ chất lượng thi đấu ở một giải đấu lớn của châu Âu khi về Việt Nam thì chắc chắn là sẽ là một cái sự bổ sung tốt cho đội tuyển quốc gia. Thực sự thì đội tuyển quốc gia luôn luôn cần cái tính cạnh tranh ở tất cả các vị trí để đội tuyển quốc gia được luôn luôn được mạnh hơn qua từng thời điểm và từng giải đấu. Còn việc bạn ấy có thể được thi đấu cho đội tuyển quốc gia hay không thì đó là quyết định của huấn luyện trưởng Philip Jose và thời gian tới thì chắc chắn là sẽ có câu trả lời cho việc này. Về cá nhân Hải thì Hải nghĩ sao việc đội tuyển Việt Nam sẽ sử dụng rất nhiều cầu thủ, có thể là từ những cầu thủ Việt kiều từ nước ngoài, những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế để giúp cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn những giải đấu xa hơn là ở vòng loại World Cup? Hải nghĩ là như Hải vừa nói thì thực sự thì tính cạnh tranh trong đội tuyển luôn luôn rất là cần trong bất kỳ đội bóng nào, nhưng mà quan trọng nhất là vẫn là quyết định của huấn luyện viên trưởng và huấn luyện viên trưởng sẽ xem là những cầu thủ đó có phù hợp với và với mong muốn của triết lý của huấn luyện viên trưởng hay không, đó là điều quan trọng nhất. Okay. Okay.